Hi, xin chào mọi người, mình là Baika đây. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn dòng sản phẩm mới thuộc dòng Sentai năm nay, đó chính là Ogre Caliber. Thì điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là cảm ơn nhóm bạn đã order bên mình và tài trợ cho mình cái món vũ khí này để mà mình review cho các bạn cùng xem. Rồi, chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Điều đầu tiên nói về cái mặt trước hộp này, các bạn có thể thấy là chúng ta dễ dàng thấy được sản phẩm chính của ngày hôm nay chúng ta, Ogre Caliber, nằm ở chính diện hộp, rất là đẹp luôn. Và ở bên tay trái của chúng ta sẽ có chiến binh Kuwagata, đây nhìn rất là đẹp luôn ha. Ở bên này sẽ có bốn chiến binh, bên cạnh anh ấy là bốn vị vua của bốn vương quốc khác nhau, đây Kamakiri, Tombo, Babylon và Hachi. Rồi mở hộp thôi mọi người. Ta ta da. Đây mọi người ơi, mình mới khui hàng mới toanh luôn mọi người. Đây một cây kiếm siêu dài luôn mọi người ơi, rất là đẹp, không một vết đầy xước luôn. Thì điều đầu tiên mình nói về cây kiếm này á, thì mình cảm thấy là nói chung là nó đẹp cho so với những Sentai của những năm gần đây nha. Đây ở phần cán kiếm làm bằng gỗ, được làm màu giống gỗ chứ nhầm, đấy nó rất là chân thật luôn. Ở đây phần màu bạc tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là sắc nhọn đó, nhưng mà hoàn toàn là bằng nhựa nha mọi người. Đây nhựa để an toàn với các bạn nhỏ. Rồi ở giữa này mới chính là cái điểm quan trọng nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái đuôi gì đó của một phần của côn trùng. Tại vì mô típ năm nay nói về côn trùng á, thì ví dụ chúng ta sẽ có cái phần màu đỏ này, nói về Kuwagata, bạn bỏ cánh cứng chẳng hạn. Cái này giống cái đuôi chuồn chuồn nè, đó con chuồn chuồn. Thì trong phim là Tombo, đấy đuôi hình con chuồn chuồn. Ở bên này chính là Hachi của chiến binh đen, thì sẽ là con ong thì phải, đúng rồi, để con ong. Đây Babylon, đây phần này phần nửa của cánh bướm nè, nhìn rất là đẹp luôn. Ở bên phía này chúng ta sẽ có cái này mình không tưởng tượng được lắm nha, cái này nhưng mà cái này là của bọ châu chấu không nè, cái Makiri á đó. Rồi ở bên này chúng ta sẽ có một cái nút bấm để khi mà chúng ta mở tiếng lên đó, chúng ta ấn cái nút này nó sẽ ra cái tiếng chém á mọi người, và chờ cái đòn tất sát hay biến hình gì đó. Đây ở đây sẽ có hai cái nút, hai cái chỗ để ấn được, nhưng mà nó chả tác dụng khi mà ấn vô dù các bạn mở pin lên. Thì tại vì cái chỗ này á là cái chấu để mà nhấn giữ một cái đồ, một cái món vũ khí nữa gắn vô cái đuôi kiếm này để cho nó dài hơn, nó giống trong phim mỗi một chiến binh sẽ có một cái cách chơi khác nhau. Rồi ở phần này mình thấy cái phần này nè, nó rất là giống cái kiểu là mình nhớ tới cái cây Seiken Soraver mọi người, ở bên Kamen Rider Saber á, nhưng mà ở đây nó được in nổi lên luôn. Còn Kamen Rider Saber thì cái Seiken nó được làm trong suốt. Đấy thì mình thích cái trong suốt hơn, nhưng mà bù lại cái này rất là dài nha. Cầm rất là đã tay, mình cảm thấy là mình là người lớn nhưng mà cái độ dài rất là đáng để được chấp nhận luôn. Cái Seiken thì nó hơi ngắn. Đó. Rồi ở phía này, ở phía đằng sau của thanh kiếm, chúng ta sẽ có một số chi tiết máy móc này nọ. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. Đấy. Rồi nhưng mà ở phía đằng sau này thì nó lại không sơn gì hết, chỉ trừ có cái này nè, có cái này nó lạ này. Cái chân của Kamakiri thì ở đằng sau này được sơn màu vàng. Thì Hachi thì không nói màu đen này, nhưng mà chỗ này nó không có điểm gì nổi bật hết. Đó, nó sơn màu thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ, cái này là chỗ gắn pin nha mọi người. Chúng ta sẽ gỡ cái ống dính này ra, gắn 3 viên pin 3A vào. Đấy. Đây chính là nút công tắc, và đây là cái phần đọc ra âm thanh của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nhé. Rất là đẹp luôn mọi người. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cái phần này, tại vì nó nổi lét lên á. Thấy nó hiện đủ màu sắc từ đỏ, xanh, tím, vàng cho tới đen luôn mọi người ạ. Đây, giờ mình sẽ ấn thử cái nút này cho mọi người xem nhé. Đấy, ở trong video thì màu nó hơi khó thấy, nhưng mà kiểu như mỗi khi mình ấn nó sẽ ra một cái màu khác nhau tương ứng với chiến binh, ví dụ như màu đỏ nè, màu xanh, màu vàng nè, màu tím, rồi cuối cùng là màu đen. Nhưng mà màu đen thì cái ánh sáng nó sẽ hiện lên không được, mà nên là nó sẽ hiện ra màu trắng để thay thế nhé. Đó là cái điều mình thấy khá là thú vị trên cái cây Ogre Caliber này. Đấy, rồi thì cái cách biến hình rất là đơn giản. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn chiến binh mà chúng ta muốn biến hình. Đây, bất kỳ chiến binh nào nhé.
Thì sau đó chúng ta sẽ gạt cái con ở dưới nè, thêm miễn là nó nằm ở cuối cùng thì chúng ta sẽ biến hình được. Đó, đây giờ mình sẽ ấn thử giống như thao tác chuẩn ở trong phim nha. Sau đó mình sẽ có một cái thao tác biến hình nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ biến hình chiến binh của Agatha trước. Đấy, và thế là chúng ta đã biến hình xong rồi các bạn ơi, chúng ta đã biến hình thành chiến binh đỏ của Agatha. Rồi thì bây giờ mình sẽ giống như trong phim á, phim năm nay cũng khá là thực tế nha, nhiều năm thì kiểu biến hình nó rườm rà từ đầu tới cuối phim luôn, nhưng mà phim này nó kiểu mới mấy tập đầu thì nó biến nhiều vậy thôi, chứ thực ra nó có biến nhanh ở vài tập sau cho bám sát cốt truyện mọi người. Đây mình sẽ thử nhé, mình sẽ biến thành chiến binh đỏ một cách nhanh gọn luôn. Đó, mình đã biến hình rất là nhanh chóng và tiện lợi luôn mọi người. Cái dòng sản phẩm này mình đánh giá là rất là hay ở cái điểm này luôn nha. Và nãy có một cái điểm nữa là khi mà mình bật cái công tắc này lên á, thì nó đã đọc tên sản phẩm. Đó là một cái điều mà mình làm mình rất là ưng ý trong những cái sản phẩm những năm gần đây. Rồi thì ở đây có một điều cực kỳ đáng chú ý nữa là nếu mà khi mà biến hình á, thanh kiếm, sau khi chúng ta ấn cái nút kích hoạt để sẵn sàng biến hình, thanh kiếm nó sẽ hiện ra cái màu tương ứng để chúng ta biết mà nhấn cho nó giống như trong phim. Bây giờ mình sẽ ấn lại cho các bạn xem nhé. Đây, nó sẽ kêu mình ấn màu xanh đấy nè, mình ấn cái chuồng chuồng. Đó, tới màu vàng. Đây, tới màu tím nè. Cuối cùng là màu, đó, thì màu cuối cùng là màu đen nè. Rồi đó, rồi lại kia chúng ta gạt cần cuối cùng là màu đỏ. Đấy thì đó lại là một cái điểm hay ở trên cái sản phẩm này nữa. Rồi thì bây giờ chiến binh, nãy giờ mình ấn chiến binh màu đỏ có vẻ là hơi nhiều, thì bây giờ mình sẽ ấn ngẫu nhiên một chiến binh nào đó, như ví dụ như mình muốn biến thành Babylon Ogre đi. Đấy, thành kia nó sẽ đọc Babylon tương ứng với cái tên nhân vật chúng ta muốn biến hình. Rồi thì chúng ta đã có gạt cái cần này nếu chúng ta muốn giống trong phim nha. Chúng ta hãy ấn màu theo cái thanh kiếm này nè. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ biến hình nhanh đủ 5 chiến binh cho các bạn xem nhé. Thì mình đã nãy mình đã làm đỏ với tím rồi, bây giờ sẽ làm 3 chiến binh còn lại một cách nhanh gọn nha. Rồi và chúng ta đã biến hình thành đủ 5 dạng chiến binh của chúng ta. Thì còn một điểm đặc biệt khác ở trên thanh kiếm này, và cái cơ chế nó rất là hay luôn. Thì nãy mình có ấn cái nút này để mà cho ra cái âm thanh kiếm á. Đây mình sẽ tắt nhé. Rồi mình mở lại nè. Đây thì mình ấn cái nút này cho ra âm thanh kiếm nè. Nó sẽ hiện đủ 5 màu và tiếng kiếm. Thì khi chúng ta biến hình với chiến binh tương ứng thì mỗi cái thanh chém này chúng ta sẽ được nghe rất là khác nhau. Giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nhé.
Đây, thì mình sẽ không quay các cảnh biến hình nữa, tại nó khá là dài. Mình sẽ cắt cái cảnh biến hình luôn. Mình sẽ ấn âm tương tương ứng với lại năm chiến binh chúng ta nhé. Thì mình đã biến hình xong chiến binh đỏ. Đây, cái âm chém nó đã khác hoàn toàn khi hồi nãy rồi mọi người ơi. Tombow Ultra. Tiếp theo là Kamakiri Ultra. Theo là Papillon Ultra. Chiến binh cuối cùng chúng ta chỉ mình màu đen, Hachi Ogre. Rồi, thì sau khi chúng ta biến hình xong thì tất nhiên phải có cái kiểu chiêu tất sát để kết thúc về địch đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ấn cái nút trigger ở góc dưới này này. Để chúng ta đè để cho nó hiện cái phần màu xanh lá này ra nhé. Đây, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái chiến binh mà chúng ta muốn để tăng cái năng lượng này. Ví dụ mình muốn sử dụng tất sát của chiến binh đỏ đây. Cái nhạc ở khúc này nó sẽ dồn dập hơn lúc biến hình mấy bạn. Thì thứ vũ khí cuối cùng của chúng ta đó thì còn một cái nữa, chính là triệu hồi chiến binh King Ocher khổng lồ của chúng ta để đánh bại các quái vật khổng lồ. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ ấn giữ cái nút này lâu hơn khi biến hình nhé. Khi biến hình chúng ta chỉ cần gạt nhẹ hơi con này, bạn đè một chút nó sẽ ra cái âm Sugar. Đấy, sau đó chúng ta sẽ ấn cái nút này cho nó ra cái âm nhạc chờ. Ấn thêm một lần nữa. Rồi thì đó là toàn bộ tính năng về cái thanh Ultra Caliber này. Thì mình đánh giá nói chung là đây là một sản phẩm đáng chơi nha, so với cái Dawn Raider năm ngoái hay là Zen Kaiser năm trước đó nữa. Thì nó không có kiểu phải spam item á. Đó thì năm ngoái năm năm trước trước nữa kiểu bán rất là nhiều item để chúng ta biến thân. Đó thì năm nay rất là gọn nhẹ, ở đây sẵn đủ dạng biến thân của năm chiến binh của chúng ta. Rất là hay luôn, rất là tiện luôn, chỉ cần mua một cây này có thể biến hình thành năm chiến binh. Rất là hay luôn mọi người. Và cái âm của nó chơi cũng rất là đa dạng nữa. Một rồi thì không biết mọi người đánh giá thế nào về cái thanh Ogre Caliber này nhở? Không biết nó có kiểu đáng tiền hay không thì để ở dưới bình luận cho mình biết nhé. Giờ thì video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi mình thời gian qua. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nếu bạn nào chưa nhấn nút đăng ký hãy giúp mình nhấn nút đăng ký và bật cái chuông nhỏ ở phía dưới để nó thông báo khi mà mình ra video mới nha. Giờ thì tạm biệt mọi người, chào tạm biệt.